chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Sắp tới mình sẽ tổ chức event 1P trong tôi dành cho tất cả anh em là fan 1P. Giải thưởng sẽ là áo phông, mũ và móc chìa khóa 1P. Anh em vô nhóm Facebook 1P xăm soi để tham gia nhé. Link mình để ở bình luận nha. Như anh em cũng biết, nếu như bà Tân Vlog sở hữu những món ăn siêu to khổng lồ, ăn hoài không hết, anh Huấn râu xì với những câu đạo lý là có sát thương cực cao, hay idol giới trẻ khá bảnh có những pha múa quạt nổi trội bay vào vũ trụ, thì trong 1P, những nhân vật mạnh mẽ cũng có những chiêu thức mang tính siêu hủy diệt. Những chiêu thức này thì nếu thanh niên ngáo ngơ nào dính phải thì sẽ lên bảng điểm số là điều không thể tránh khỏi. Giống như anh em chơi Liên Minh Huyền Thoại mà gặp Yasuo lên full chí mạng thì thôi rồi Lượm ơi, nát một đời hoa. Hôm nay mình sẽ cùng với anh em cùng nhau tìm hiểu những chiêu thức có sức siêu hủy diệt nhất trong 1P. Top 10 này chỉ dựa trên ý kiến cá nhân của mình và không có xếp hạng thứ tự. Nếu anh em thấy chưa hợp lý, còn thiếu chiêu thức mạnh mẽ nào thì có thể comment ở phía bình luận nhé. Một lần nữa xin gửi lời chào thân thương đến 500 anh em 1P xăm soi. Chúc anh em có một ngày tốt lành nhé. A. Daienkai Entai Hòa Đế. Là con trai của vua hải tặc Goldie Roger, A là người vô cùng mạnh mẽ. Anh ra khơi năm 17 và sớm trở thành một hải tặc khét tiếng. Được mời vào vị trí thất vũ hải nhưng A đã từ chối. Kể từ lúc sở hữu trái Mera, sức mạnh của A đã được tăng lên một cách đáng nể. Trận chiến lớn nhất của A là đánh với Dâu Đen. Tên này đã giết đồng đội của mình để cướp trái Yami, điều cấm kỵ trên tàu Moby Dick. Anh đã tìm thấy Dâu Đen tại Varano Island. Giữa hai người thì đã có một trận chiến làm xôn xao cả thế giới. Ở anime tập 325, anh em có thể xem lại trận chiến. Chúng ta sẽ được chứng kiến một chiêu thức mang tính hủy diệt cực cao của A. Mà nếu như nói theo bà Tân Vlog thì sẽ chào các cháu, hôm nay bà sẽ làm một món quả cầu lửa siêu to khổng lồ nhé. Chiêu thức này thì có tên là Daienkai Entai Hỏa Đế. Anh em chú ý là Entai nhé, chứ kẻo đọc nhầm thành Hentai thì khổ cho A. Với năng lực của mình thì A đã tạo nên một quả cầu lửa siêu to khổng lồ và cực kỳ đẹp mắt. Lần đầu nhìn vào thì chắc chắn anh em sẽ vô cùng thích thú. Chắc hẳn một số anh em ở đây thì sẽ liên tưởng đến Rasengan trong Naruto bởi nó nhìn khá giống. Anh tạo ra một kết lửa, sau đó thì anh dồn lửa thành một quả cầu lớn, đặt nó trong lòng bàn tay của mình, nâng cao hơn đầu. Quả cầu lửa này thì có những dòng lửa chạy xung quanh, cuộn tròn lại như một thiên thạch lớn đang đứng yên. Về sát thương thì đây là chiêu thức tối thượng của anh. Đòn đánh Enkai và chiêu thức của Dâu Đen thì đã tạo thành một vụ nổ khổng lồ, dường như phá hủy toàn bộ hòn đảo, biển quanh khu vực đó cũng như là chao đảo liên tục bởi sát thương quá lớn từ chiêu này. Về sau thì A đã thất bại và bị Dâu Đen giao nộp cho hải quân, nhưng chiêu thức Hỏa Đế vẫn là một trong những chiêu thức hủy diệt và đẹp nhất. Dâu Đen Black Hole Hố Đen. Cũng tại Varano Island, anime tập 325, Dâu Đen đã thể hiện sức mạnh trái bóng tối của mình bằng một chiêu thức rất bá. Đây chỉ là một chiêu thức thể hiện sức mạnh để hù dọa A. Nó có tên là Black Hole, Hố Đen. Với chiêu thức này thì Dâu Đen đã phủ kín bóng tối lên cả một thị trấn rộng. Sau đó thì hắn hút toàn bộ nhà cửa, cây cối và mọi thứ vào bóng tối. Sau đó thì hắn đẩy nó ra. Tất cả những thứ đó đều tan tành, chỉ còn lại là một đống đổ nát. Những tòa nhà bằng gỗ thì chỉ còn lại một đống củi sắt vụn sau đòn tấn công này của Dâu Đen. Dường như bên trong bóng tối của trái Yami có một thế lực vô hình nào đó lôi kéo tất cả mọi thứ trên bề mặt của nó vào trong. Một con quỷ chẳng hạn. Sức mạnh của chiêu thức này là không cần phải bàn cãi, phạm vi của nó thì cũng vô cùng rộng lớn. Việc nuốt cả thị trấn thì đã thể hiện điều đó. Tuy nhiên, mình thấy tốc độ của chiêu thức này có vẻ là khá chậm. Những người có khả năng di chuyển nhanh sẽ có cơ hội tránh được. Và mình cũng nghĩ những người di chuyển được trên không có thể tránh được. Do tới hiện tại Dâu Đen cũng chỉ dùng nó trên mặt đất, còn trên không thì chưa thấy. Tại Impel Down, Dâu Đen đã hút sĩ quan, lính canh ngục vào hố đen. Những người này sau đó thì được Dâu Đen thả ra, nhưng chúng đã vô cùng hoảng sợ. Có lẽ ở trong bóng tối của hố đen, họ đã chứng kiến được bóng tối tà ác là gì. Điều đó rất có thể đã làm họ phát điên. Tại tổng bộ hải quân, Dâu Đen lại sử dụng chiêu Black Hole để hút rất nhiều lính hải quân vào trong bóng tối. Tuy nhiên, ta vẫn chưa thấy được chiêu thức này hút được nhân vật mạnh mẽ nào. Dâu trắng Shimayurashi. Đây là chiêu thức được sử dụng bởi bố già dâu trắng. Tại tổng bộ hải quân, bố đã chụp lấy không khí, sau đó kéo lệch cả một vùng không gian rộng lớn. Shimayurashi đã làm cho môi trường xung quanh bao gồm đất đá, nhà cửa, biển cả, mọi thứ đều như bị chia tách thành những vùng khác nhau. Nó cũng làm mặt đất cũng như là biển ngã nghiêng một cách hỗn loạn. Shimayurashi cũng khiến tổng bộ bị nứt vỡ, tạo nên nhiều vực thẳm.
Những người không may bị rơi xuống, việc đi gặp ông bà là điều không thể tránh khỏi. Vùng biển cũng nghiêng ngả đủ hướng, tàu thuyền đều bị chao đảo, đổ vỡ. Xét về sức mạnh cũng như phạm vi ảnh hưởng của Shimaiarashi là một trong những chiêu thức có sức tàn phá bá đạo nhất trong One Piece. Nó còn mạnh hơn cả một trận động đất thông thường. Ảnh hưởng của nó thì vô cùng rộng. Việc phá hủy một hòn đảo hay vương quốc nào đó chỉ là chuyện hết sức đơn giản. Đây chính là lý do mà Sengoku đã nói, dâu trắng mang sức mạnh hủy diệt cả thế giới. Về sau khi có sức mạnh trái Gura, dâu đen cũng có sử dụng chiêu thức này, nhưng hiệu quả lẫn sức sát thương của nó còn thua xa với bố già. Kaido Brobret, nhiệt tức nộ. Ở anime tập 912, Kaido trong men say thì đã hóa rồng đi phá làng phá xóm. Sức mạnh của ông chú rồng lộ này thì đã được thể hiện qua một chiêu thức cực mạnh do hắn tạo ra. Bằng chiêu thức nhiệt tức nộ, Kaido thì đã thổi bay cả ngọn núi nơi tàn tích lâu đài Oden. Bằng việc tạo ra một ngọn lửa rất lớn trong miệng mình, Kaido đã bắn nó với tốc độ cực cao về lâu đài Oden. Sức sát thương của nó bá đạo đến mức sau khi thổi bay ngọn núi, nó còn bay đi rất xa về hướng bắn. Mình chắc chắn nó sẽ phá hủy tất cả những thứ mà nó bay xuyên qua. Đẳng cấp tứ hoàng đã được thể hiện ngay lập tức với chiêu thức bá đạo này. Đến chapter 991, Kaido lại tiếp tục dùng chiêu này để tấn công Kỳ Hồng Bao, nhưng khá nhỏ cho thanh niên rồng lộn khi gặp phải Kinemon, người mà không ngọn lửa nào mà ông không chém được. Kinemon đã chém đôi nhiệt tức nộ để cứu toàn bộ những thành viên còn lại. Nếu họ trúng phải chiêu đó, việc lên bàn thờ ăn chuối xanh là khá chắc chắn. Big Mom, Ikoku, Uy Quốc. Đây là chiêu thức Big Mom đã dùng để tấn công Luffy ở chapter 988. Uy Quốc là chiêu thức mà Big Mom đã học từ tộc người khổng lồ. Tuy nhiên, với sức mạnh bá đạo của mình thì bà ta đã tạo nên một Uy Quốc mạnh gấp nhiều lần so với việc là người khổng lồ sử dụng. Nếu anh em để ý thì chiêu thức Uy Quốc này đã được hai người khổng lồ đó là Dory và Brogy sử dụng để cứu băng mũ rơm khỏi việc bị một con cá khổng lồ nuốt ở tập 77 anime. Lần đó thì họ đã đánh thủng một lỗ rất lớn trên mình con cá. Nhưng Uy Quốc do Big Mom sử dụng còn khủng bố hơn nhiều. Bà ta đã thổi bay cả một góc của đảo Oni. Những người chứng kiến chiêu thức đó thì đã vô cùng hoảng sợ. Nếu chúng phải đòn đánh Uy Quốc thì rất có thể Luffy đã bị thương rất nặng. Đó là lý do tại sao cậu ta đã tìm cách tránh nó thay vì cản Uy Quốc. Ngay từ cái tên chiêu thức chúng ta đã thấy được uy lực khủng khiếp của nó. Đòn đánh này còn bay tận ra xa ngoài biển. Đòn Uy Quốc của Big Mom thì cũng đã vô tình giải thoát cho Sasaki. Cũng may là pha đó nó lệch đi chỗ đỉnh. Không là thôi rồi anh tôi. Aokiji, AS, Kỳ Băng Hà. Là cựu đô đốc hải quân, sức mạnh của Aokiji là không phải bàn cãi. Chiêu thức khủng bố nhất của đô đốc chỉ xanh mà ta từng được chứng kiến có thể nói là AS. Chiêu thức này thì Aokiji đã đóng băng nguyên cả một vùng biển rộng lớn trong thời gian đó là một tuần. Ông lần đầu sử dụng chiêu thức AS ở tập 227 anime để giúp một số người dân di chuyển từ đảo này sang đảo khác. Sức mạnh của chiêu thức cũng là một con vô biển tội nghiệp đóng băng theo. Xét về phạm vi thì chiêu thức của Aokiji chả thua kém bất kỳ một chiêu thức mạnh mẽ nào khác. Tại trận chiến ở tổng bộ hải quân, Aokiji cũng đóng băng hai cơn sóng thần rất mạnh do dâu trắng tạo ra. Nếu không có ông, tổng bộ có lẽ đã chìm trong một lòng đại dương. Ngoài ra thì Aokiji còn dùng chiêu này để tấn công dâu trắng, sau đó thì xin nhả cánh tay của Zozu tấn công Do Flamingo ở Pang Hazard. Akainu, Mago, chó săn bóng đêm. Với năng lực trái Magu Dung Nham, Akainu đã tạo ra nhiều chiêu thức mạnh mẽ, trong đó thì có Mưa Dung Nham, một chiêu thức diện rộng và mang sức mạnh tàn phá rất lớn. Nhưng mình đánh giá chiêu thức mạnh nhất của Akainu sẽ là Mago. Tuy nó chỉ là một cú đấm với phạm vi tấn công rất bé, nhưng sức hủy diệt của nó thì cực mạnh. Bằng chứng là nó đã xin nhẹ những khuôn mặt của dâu trắng, nó cũng thiêu cháy toàn bộ nội tạng của bố già. Cú đấm bọc Dung Nham này của Akainu sẽ đốt cháy bất kỳ ai nếu chúng phải. Tất cả thì đều bị xuyên qua, Jinbei là một trong số đó. Đòn đánh phu chí mạng Mago thì đã kết liễu A khi sức mạnh trái Magu là trên trái Mira một bậc. Để chống lại chiêu thức cực mạnh này chỉ còn cách là phải có Haki vũ trang cực mạnh để đỡ đòn. Như cái cách mà Xanh đã dùng kiếm cộng thêm Haki vũ trang để cứu lấy Kobe. Hiện tại Akainu đã trở thành thủy sư đô đốc, hy vọng trong tương lai ông sẽ tham chiến tại Wano để chúng ta có dịp chứng kiến lại chiêu thức mạnh mẽ này. Fujitora, triệu hồi thiên thạch. Là người sở hữu trái quỷ thao túng trọng lực, chiêu thức triệu hồi thiên thạch là một trong những chiêu hoành tráng nhất của đô đốc Hổ Tím. Ông có thể thao túng trọng lực và từ đó kéo một thiên thạch khổng lồ từ ngoài vũ trụ để tấn công đối phương. Trong trận chiến với Law, Fujitora đã dùng thiên thạch để tấn công.
chúng ta có thể thấy Law và cả Doflamingo đã toát mồ hôi hột khi chứng kiến chiêu thức này. Về mặt sát thương có thể nó không có tác dụng mấy với những người mạnh mẽ, nhưng về độ tàn phá của nó thì anh em cũng biết rồi đấy. Việc hủy diệt một hòn đảo hay căn cứ là điều hết sức bình thường. Chiêu thức này cũng đem lại độ thích thú cực cao cho fan One Piece. Nó đem lại cảm giác rất đã mắt khi chứng kiến. Enen Raigo, linh hồn bảo vệ sấm sét. Đây là chiêu thức tối thượng của chúa trời Enen. Ông ta tạo ra một đám mây tích điện siêu to khổng lồ bằng cách kết hợp điện từ trái quỷ của mình với Arc Maxim. Chiêu thức Raigo, Enen đã tạo ra những tia sấm sét tấn công liên tục vào đảo trên trời. Rất may tất cả mọi cư dân ở hòn đảo đã di chuyển đến vùng an toàn. Nếu không di chuyển, chắc chắn họ sẽ bị sét của Enen đánh cho cháy đầu. Chiêu thức này có phạm vi cực kỳ rộng lớn, mình tin rằng việc phá hủy một hòn đảo khi Enen sử dụng Raigo là rất dễ dàng. Nhưng dù có mạnh tới đâu thì cao su vẫn never die. Rất may Enen chỉ muốn làm chúa trời, nếu có hứng xuống biển xanh làm hải tặc, rất có thể ông sẽ trở thành một hải tặc khét tiếng với chiêu thức cực kỳ khét lẹt Raigo của mình. Doflamingo, Torikago, lồng chim. Với chiêu thức Torikago, Doflamingo đã tạo ra một cái lồng chim cực kỳ chắc chắn để bao trọn lấy một hòn đảo. Lồng chim chắc chắn đến mức thiên thạch của Fujitora, kiếm của Zoro, thậm chí có bọc thêm cả Haki nhưng vẫn không thể chém đứt được. Lồng chim có phạm vi ảnh hưởng rất lớn, nó ôm trọn lấy cả một hòn đảo rộng lớn, không cho bất kỳ ai thoát ra ngoài. Theo sự điều khiển của Doflamingo, lồng chim sẽ từ từ thu hẹp lại. Trên đường đi, Torikago sẽ cắt đứt tất cả những gì mà nó gặp phải, kể cả đó là mặt đất, nhà cửa, con người, chỉ duy nhất là đá biển nó không cắt đứt được, nhưng vẫn đủ sức đẩy đá biển đi. Khủng khiếp hơn nữa là Doflamingo hoàn toàn có thể tăng tốc độ thu hẹp của lồng chim cho tất cả mọi người cảm nhận cái chết đang đến từ từ. Uy lực của Torikago là không phải bàn cãi. Rất nhiều người trong số đó, có cả những nhân vật mạnh mẽ nhất ở Dressrosa tham gia vào việc cản lồng chim thu hẹp, nhưng kết quả là không mấy khả quan. Đến khi Luffy đánh bại Doflamingo thì lồng chim mới biến mất theo. Trên đây là top 10 chiêu thức hủy diệt nhất theo ý kiến của cá nhân mình. Đây chỉ là ý kiến cá nhân, nếu anh em còn thấy thiếu sót chiêu gì hủy diệt nữa thì hãy comment phía bên dưới nhé. Chúng ta còn rất nhiều chiêu thức mạnh mẽ khác như của Shiki, Pika người đá, những cú đá của ông già Kizazu, phật thủ sóng xung kích của Sengoku, đấm của Gap, King Pun, cú đấm nghe đồn là hạ được cả tứ hoàng của Elizabello, đường kiếm của Mihawk, thậm chí King Kong Gun của Luffy và rất nhiều chiêu thức khác nữa. Hy vọng anh em sẽ thích video này. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.